Chào mừng anh chị đã đến với lộ trình 24 giờ thấu suốt nhân duyên quả. Rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe và đồng hành trong suốt lộ trình này. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên lý vận hành của tâm thức. Tàng thức hay tiềm thức của con người ví như một mảnh vườn mổ mỡ. Những gì nghe, thấy, nói, biết thông qua lớp tánh và lớp tình. Hôn tập lại tất cả mọi suy nghĩ và hành động ở hằng hà xa số đời thành các hạt. Bất kể các hạt mầm nào đều có khả năng cho ra hoa trái trong tương lai. Trong khu vườn này có ông chủ tên là Ý. Trong khu vườn này có ba loại hạt mầm. Ba loại hạt mầm này có tên lần lượt là thức, duyên, quả. Có những hạt mầm đã cho ra quả, có những hạt mầm chưa ra quả và có những hạt mầm vẫn còn là hạt mầm các hạt mầm này có từ hàng hà xa số đời như sau so. loại hạt thức hạt duyên hạt quả hình trạng là hạt là cây đang lớn hay là cây đã ra quả tiên từ hạt âm hạt dương hạt cân bằng nhân của con người dưới góc nhìn của tôn giáo chính là trạng thái rung động điện từ nội tâm. Huân tập nghe, thấy, nói, biết thông qua lớp tánh, lớp tình với trạng thái rung động điện từ nội tâm là âm thì thành hạt mầm bất như ý. Nếu như chúng ta huân tập nghe, thấy, nói, biết thông qua lớp tánh và lớp tình với trạng thái rung động điện từ nội tâm dương thì tạo thành hạt mầm như ý. Nếu mà chúng ta huân tập nghe, thấy, nói, biết thông qua lớp tánh, lớp tình Với trạng thái rung động điện tử nội tâm cân bằng Thì tạo thành hạt mầm không như ý, không bất như ý Nhận thức nội tâm quyết định trạng thái rung động điện tử nội tâm Khi có nhận thức bậc ba, tất cả cây ngưng ra quả Sau đó thay đổi trạng thái rung động điện tử nội tâm thì tạo nên sự chuyển đổi. Công đức, phước đức, ác đức ảnh hưởng đến trạng thái rung động điện tử nội tâm. Người có công đức, phước đức đơn giản đưa trạng thái điện tử rung động nội tâm lên dương và cân bằng, khiến cho tần số rung động năng lượng phát ra là cao đến siêu cao. Tới đây chúng ta hiểu được cần tích tạo công đức, phước đức, kích hoạt nghiệp quả liên quan tới công đức phước đức qua thời gian nó đổi toàn diện mô thức hoạt động của tiềm thức thay vì chọn nghiệp quả hãy tập trung kích cạo công đức phước đức khi có cơ hội tiếp cận mọi mối nhân duyên với tâm thái trân trọng biết ơn bao dung và an vui thì qua thời gian có cơ hội đổi nguyên lý hoạt động của tiềm thức theo chiều mong muốn khi đặt ý khởi tạo công đức phước đức với nghề đã chọn hôn nhân hay sức khỏe thì tốt nhất chỉ làm một việc trở thành cỗ máy công đức phước đức hoặc nương theo người đang làm điều đó khi huân tập ta chịu sự chi phối của trạng thái rung động điện tử nội tâm nếu theo hiểu hướng âm thì chiều hướng cây trong tương lai cho ra quả bất như ý nếu mà trạng thái rung động điện tử nội tâm theo chiều hướng dương thì chiều hướng của cây trong tương lai cho ra quả như ý chiều hướng trạng thái rung động điện tử nội tâm cân bằng sẽ cho ra quả không như ý cũng không bất như ý nên có thể cho ra bất kỳ quả nào mà chúng ta mong muốn ví dụ trong quá khứ bạn với anh a chơi với nhau nhưng sau đó nghiệp duyên bất như ý thì huân tập theo chiều hướng âm tạo ra hạt mầm bất như ý mỗi lần ông ý nhắc đến ông a với trạng thái điện tử rung động nội tâm rất âm kết quả mối quan hệ của bạn với anh a là quả bất như ý ông ý ghé thăm bất kỳ cây nào với trạng thái điện tử rung động nội tâm không âm không dương thì cây đó ngừng ra quả trong quá khứ huân tập hạt mầm với trạng thái rung động điện từ nội tâm theo chiều hướng dương thì tự nhiên mến và yêu quý người đó trong quá trình huân tập nghe thấy nói biết với trạng thái điện từ rung động nội tâm gì nó sẽ quyết định hạt mầm như ý không như ý không như ý cũng không bất như ý tất cả đều nằm trong tổng nghiệp tảng thức quy định nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả. Chúng ta có làm gì đi nữa cũng không thoát khỏi tổng nghiệp. Khi con người chưa có tư duy thì cuộc đời con người do tổng nghiệp quyết định. Khi con người có tư duy thì cuộc đời con người cũng do tổng nghiệp quyết định nhưng có quyền được lựa chọn tổng nghiệp theo mình mong muốn. Chúng ta đã hiểu công đức, phước đức rồi thì được quyền lựa chọn. Ví dụ khi chúng ta đặt ý vào mối quan hệ hôn nhân gia đình. Khi mà nhắc tới chồng, ông ý thăm cây chồng thì cây chồng này cho ra quả hiện tại là quả như ý hay bất như ý. Ví dụ, quả bất như ý thì chúng ta luận ra. Trong quá khứ, chúng ta đã huân tập hạt mầm với trạng thái điện từ rung động nội tâm âm nên quả bất như ý. Nếu trong trường hợp quá khứ của chúng ta đã huân tập hạt mầm với trạng thái điện tử rung động nội tâm dương thì quả với người trồng ngày càng như ý nếu mà chúng ta muốn hái quả như ý trong tương lai hiện tại chỉ cần huân tập hạt mầm với trạng thái rung động điện tử nội tâm dương mỗi khi ông ý thăm cây trồng rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này chúc anh chị hạnh phúc